bài giảng ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất đã qua. Bây giờ quý vị còn 9 ngày nữa để tu tập. Tu tập thật chăm chỉ để thu lượm được kết quả tốt đẹp nhất của những ngày lưu lại nơi đây. Quý vị phải tu tập thật chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tâm, kiên nhẫn nhưng bền bỉ và liên tục chính sự luyện tập chăm chỉ của quý vị sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp nhất trong những ngày lưu lại nơi đây. Không gì khác ngoài sự luyện tập chăm chỉ của chính mình. Từ 4 giờ, 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ, 9 giờ rưỡi tối, quý vị phải luôn tu tập thật cần mẫn, liên tục không ngừng dĩ nhiên vào mỗi buổi tối khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi sẽ có những buổi giảng pháp quý vị phải hiểu rằng các buổi giảng này không phải là bất cứ loại tiêu khiển trí thức nào các bài giảng này là để giúp quý vị hiểu phương pháp thiền hiểu phương pháp ấy là gì và quý vị cần phải tu tập như thế nào nếu không hiểu biết về phương pháp thiền quý vị có thể tu tập rất chăm chỉ rất nhiệt tâm nhưng có thể quý vị sẽ tu tập không đúng cách và nếu tu tập không đúng cách thì quý vị không thể mong đợi kết quả kết quả tốt đẹp mà mọi người đạt được nhờ thực hành phương pháp thiền này do đó những buổi giảng pháp buổi tối này là để giúp quý vị hiểu được nên tu tập như thế nào rồi từ đó tu tập một cách thích hợp. Quý vị đã bắt đầu việc tu tập của mình bằng cách quan sát hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra. Khi hơi thở đi vào một cách tự nhiên, khi hơi thở đi ra một cách tự nhiên. Đây không phải là bài thể dục tập thở. Quý vị không nên kiểm soát hơi thở của mình. Không cần phải điều hòa hơi thở. Đây không phải là phương pháp thiền pranayama mà cần thiết phải điều hòa hơi thở. Mọi phương pháp thiền đều có những tính đặc thù, đặc trưng riêng. Ở đây chúng ta không chỉ trích các phương pháp thiền khác, nhưng phải hiểu rằng chúng ta đến đây để thử phương pháp thiền này một cách công bằng. Chúng ta đến đây để đánh giá phương pháp thiền này một cách trọn vẹn. Quý vị phải hiểu nét đặc trưng đặc biệt của phương pháp thiền này và hãy theo đúng đặc điểm đó mà tu tập, đúng y như phương pháp này đòi hỏi. Đừng cố điều hòa hơi thở, cứ để hơi thở tự nhiên. Nếu hơi thở sâu, quý vị biết rõ hơi thở ấy sâu nếu hơi thở nông, quý vị biết rõ hơi thở ấy nông. Nếu hơi thở ấy qua mũi bên trái, quý vị biết rõ hơi thở ấy qua mũi bên trái. Nếu hơi thở ấy qua mũi bên phải, quý vị biết rõ hơi thở ấy qua mũi bên phải. Nếu hơi thở ấy qua cả hai ống mũi cùng một lúc, quý vị biết rõ hơi thở ấy qua cả hai ống mũi cùng một lúc. Chỉ có thế thôi đừng xen vào luồng hơi thở tự nhiên hãy để thiên nhiên đóng vai trò của nó và vai trò của quý vị chỉ là quan sát mà thôi chỉ quan sát thực tại đúng như thật chứ không phải như ý quý vị muốn chỉ quan sát thực tại đúng như nó đang hiện hữu đây là điểm đặc trưng của phương pháp thiền này quý vị bắt đầu bằng cách quan sát hơi thở đúng như thật hơi thở đơn thuần chỉ hơi thở không thôi không gì ngoài hơi thở qua kinh nghiệm của hàng ngàn thiền sinh tôi biết ngày đầu tiên quả là một ngày khó khăn một số người than đau ở chân hay đau ở lưng hay nhức đầu khó chịu chỗ này hay khó chịu chỗ kia đây là điều tự nhiên nguyên nhân căn bản là cả thân và tâm của quý vị đã trở thành tù nhân của khuôn mẫu thói quen trong cuộc sống của chính mình bây giờ quý vị đang làm những điều chúng không quen nên chúng bắt đầu nổi giận chúng bắt đầu phản kháng thân của quý vị bắt đầu phản kháng tôi không thích cái này tâm của quý vị bắt đầu phản kháng tôi không thích cái này quý vị cảm thấy khó chịu như vậy là chuyện tự nhiên đó là một lý do nhưng chỉ là một lý do nhỏ nguyên nhân chính của sự khó chịu là do chính phương pháp thiền này bởi vì quý vị đã bắt đầu tập đúng như phương pháp thiền đòi hỏi những khó khăn những khó chịu những bất tiện bắt đầu hiện ra vì quý vị bắt đầu quan sát hơi thở tự nhiên, hơi thở bình thường, hơi thở không thôi, không gì ngoài hơi thở. Có nhiều phương pháp thiền mà ngoài việc nhận biết rõ rệt về hơi thở, quý vị được yêu cầu phải tọc thầm một chữ nào đó. Quý vị tụng niệm một chữ, một mantra, một lời chú, một câu và tiếp tục lập đi lặp lại trong tâm tiếp tục lặp đi lặp lại trong tâm đọc thầm trong tâm. Cũng có lợi đấy. Qua kinh nghiệm bản thân vì tôi cũng đã trải qua tiến trình này và tôi cũng đã nghe từ nhiều người cũng cảm thấy điều này, vì thế tôi chấp nhận là đúng. Là nếu quý vị thêm một lời nào đó, bất cứ lời nào và lặp đi lặp lại cùng với sự ý thức về hơi thở, tâm của quý vị sẽ được an tĩnh dễ dàng tâm sẽ được tập trung dễ dàng. Tương tự như thế, có nhiều phương pháp thiền ngoài việc ý thức về hơi thở, thiền sinh được yêu cầu phải hình dung, phải tưởng tượng một hình ảnh, một hình dáng. Hình ảnh hay hình dáng của vị thần này, nữ thần kia, giáo chủ tôn giáo này hay giáo chủ tôn giáo kia, người mà quý vị rất kính trọng, rất tôn kính quý vị tiếp tục tưởng tượng hình ảnh ấy hình dáng ấy và thấy rằng tâm mình bắt đầu được tập trung được tập trung một cách dễ dàng mọi sự khó chịu sẽ biến đi qua đi tâm quý vị đang tĩnh lặng dần tâm càng lúc càng trở nên an tĩnh tâm càng lúc càng được định hơn đã biết như thế từ kinh nghiệm bản thân và từ kinh nghiệm của những người khác tuy nhiên tôi vẫn nói đừng dùng bất cứ lời tụng niệm nào đừng dùng bất cứ sự tưởng tượng nào chỉ quan sát hơi thở hơi thở đơn thuần không gì ngoài hơi thở tại sao thế phải có lý do chính đáng để không tụng niệm không quán tưởng có nhiều lý do chính đáng để biết tại sao ta không nên làm như thế. Để hiểu tại sao trước hết ta cần làm sáng tỏ điều này. Mục đích của phương pháp thiền này là gì? Mục tiêu là gì? Nếu mục tiêu của phương pháp thiền này là để định tâm, để an tĩnh cái tâm vọng động thì chắc chắn là ta nên tụng niệm hay hình dung tưởng tượng. Không có gì sai trái cả. Nhưng dương đối với phương pháp thiền này, sự định tâm, an tĩnh tâm chỉ là một sự hỗ trợ, một phương tiện. Đây không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là sự thanh lọc tâm, không những chỉ ở bề mặt mà còn thanh lọc tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất, tầng lớp gốc rễ để thay đổi khuôn mẫu hành xử vốn luôn dao động dao động không ngừng. Trong cuộc sống, điều không mong muốn cứ xảy ra, những sự việc ta không muốn cứ tiếp tục tái diễn. Ta bắt đầu thắt các nút dối, tạo thêm căng thẳng cho mình. Ta bắt đầu tạo ra những phản ứng tiêu cực. Trong cuộc sống, điều ta mong muốn lại không xảy ra. Khi gặp phải trở ngại nào đó, ta lại bắt đầu thắt các nút rối, lại tạo thêm căng thẳng. Ta bắt đầu phát sinh những phản ứng tiêu cực, giận dữ, oán ghét, ác ý, thù hận, vân vân. Ta thắt các nút rối, luôn luôn thắt các nút rối. Con người trở thành một đống những nút rối, những nút thắt hầu như không thể tháo gỡ được, đầy căng thẳng. Toàn thể cơ cấu thân xác đầy căng thẳng, toàn thể cơ cấu tinh thần đầy căng thẳng. Đôi khi ở bên ngoài, quý vị có thể cố giảm bớt căng thẳng, cố thư giãn cơ thể, thư giãn tinh thần. Có ích đấy, nhưng quý vị không bao giờ biết rằng ở tận đáy lòng luôn luôn có sự căng thẳng, có sự dao động không ngừng xảy ra. Bởi vì sự thắt buộc các nút dối này không ngừng xảy ra vì sự phát sinh những phản ứng tiêu cực không ngừng diễn ra. Điều này làm cho ta vô cùng hốn khổ. Làm sao để thoát ra khỏi nỗi khổ này? Phương pháp thiền này giúp quý vị đi đến tận bề sâu của thực tại cơ cấu thân và tâm và chứng nghiệm được sự thật về cơ cấu này. Phương pháp thiền này giúp cho quý vị hiểu ở mức độ thực nghiệm là ở đâu và bằng cách nào quý vị đã phát sinh ra tiêu cực và ở đâu và bằng cách nào quý vị làm cho tiêu cực đó gia tăng bội phần. Quý vị phải đến tận cội nguồn khổ đau của quý vị. Chỉ có thế quý vị mới có thể thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen nơi mà vì vô minh nên dù không muốn khổ, quý vị vẫn cứ bị khổ, dù không muốn làm gia tăng nỗi khổ của mình nhưng quý vị vẫn cứ tiếp tục làm gia tăng khổ đau bởi vì quý vị không biết những gì đang xảy ra sâu tận bên trong quý vị không biết phương pháp thiền này sẽ giúp cho quý vị biết mọi thánh nhân hiền nhân nhà tiên tri trong quá khứ đều nói hãy tự biết mình hãy tự biết mình họ trở thành thánh nhân vì họ tự biết chính mình họ đã trải qua tiến trình khảo sát sự thật về chính họ hãy tự biết mình không những ở mức độ lý trí nó không giúp ích được gì cả hãy tự biết mình ở mức độ thực sự có nghĩa là ở mức độ thể nghiệm cái tôi nói tôi 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 này là cái gì cái cơ cấu thân xác vật chất này cái cơ cấu tinh thần này tổng hợp của cả hai có phải đây là cái tôi không Người ta tạo ra vô số ràng buộc vào cơ cấu thân xác này, vào cơ cấu tinh thần này bằng cách tự đồng hóa mình với nó cho nó là tôi. Tôi và khổ đau phát sinh khi quý vị đồng hóa mình với thể xác và tinh thần. Khi quý vị phát triển sự ràng buộc vào cái tôi ấy Quý vị bắt đầu trở nên căng thẳng. Quý vị bắt đầu thắt các nút rối và khổ đau bắt đầu. Chỉ chấp nhận điều này ở mức độ lý trí không thôi, hay dù có chấp nhận nó vì lòng tin vào bậc giác ngộ đã nói như vậy cũng chẳng giải quyết được gì cả. Quý vị phải khảo sát trọn vẹn sự thật thực tại nơi chính mình ở mức độ thực nghiệm. Tinh thần vật chất từ bề mặt, bề ngoài ở mức độ thô thiển nhất đi sâu dần, sâu dần, sâu dần đến tầng lớp vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế nhất. Phương pháp thiền này sẽ giúp quý vị thăm dò sự thật của toàn thể lãnh vực vật thể, thăm dò sự thật của toàn thể lãnh vực tinh thần ở mức độ thực nghiệm nếu muốn thực chứng chân lý ở mức độ thực nghiệm, ta phải chứng nghiệm ngay trong phạm vi cơ cấu thân xác này chứ không phải ở bên ngoài. Như vậy, phương pháp thiền này sẽ giúp quý vị thăm dò thực tại trong phạm vi cơ cấu thân thể của chính mình. Và hơi thở sẽ là phương tiện rất quan trọng cho quý vị. Hơi thở đơn thuần, chỉ hơi thở không thôi, đúng như hơi thở một lý do tại sao chúng tôi không muốn quý vị thực hành bất cứ một sự tụng niệm nào hình dung nào một lý do nhỏ thôi dĩ nhiên nhưng vẫn là lý do quan trọng khi quý vị niệm thường thường quý vị niệm một danh hiệu danh hiệu của thần này nữ thần này hay nữ thần kia giáo chủ tôn giáo này hay tôn giáo kia thế là quý vị có liên quan đến một giáo phái nào đó một tông phái nào đó phương pháp thiền này muốn quý vị luyện tập ở mức độ sự thật chung cho tất cả toàn thể phương pháp thiền này là chung cho tất cả không có tính cách tông phái nếu quý vị dùng một hình ảnh một hình ảnh tưởng tượng một hình tượng một hình dáng của vị thần này nữ thần kia giáo chủ tôn giáo này hay tôn giáo kia là quý vị lại liên quan đến một tôn giáo có tổ chức nào đó một tông phái nào đó cách này không thể áp dụng cho tất cả mọi người chỉ những ai thuộc về tông phái đó mới luyện tập theo cách này không phải là chung cho tất cả phải hiểu rằng sự khổ đau của chúng ta là chung cho tất cả căn bệnh là chung cho tất cả khi một người phát sinh ra điều bất thiện giận dữ, oán hận, ác ý, ham muốn dục vọng, sợ hãi, ngã mạn. Bất cứ phản ứng tiêu cực nào, người ấy trở nên căng thẳng, trở nên khốn khổ. Điều này xảy ra với mọi người. Khi quý vị nổi cơn tức giận, quý vị có thể gắn cho cơn giận này cái nhãn hiệu nào? Cơn giận đã nổi lên, có phải đó là cơn giận cơ đốc giáo, cơn giận do thái giáo, hay cơn giận ấn giáo hay cơn giận phật giáo hay cơn giận của người mỹ cơn giận của người anh hay cơn giận của người nga cơn giận là cơn giận vì sự tiêu cực này người ta phải chịu khổ đau một lần nữa quý vị không thể gọi đây là khổ đau ấn giáo hay khổ đau hồi giáo hay khổ đau cơ đốc giáo hay khổ đau do thái giáo khổ đau là khổ đau là chung cho tất cả căn bệnh là chung cho tất cả. Phương thuốc chữa trị phải là chung cho tất cả. Phương thuốc mang tính cách tông phái không thể giúp gì được. Vì thế, trong phương pháp thiền này, điều kiện cần thiết rất quan trọng là từng bước trên con đường này, từ lúc bắt đầu cho đến khi quý vị đến đích cuối cùng, từng bước phải đi cùng với sự thật. Sự thật, sự thật sự thật mà chính quý vị chứng nghiệm sự thật mà quý vị chứng nghiệm ở khoảnh khắc này cứ thế từng khoảnh khắc một từng khoảnh khắc một bất cứ sự thật nào tự biểu hiện trong phạm vi cơ thể của quý vị sự thật thuộc về cơ cấu thân xác này cơ cấu tinh thần này quý vị cứ tiếp tục quan sát quan sát quan sát điều này là chung cho tất cả giống nhau với mọi người rồi quý vị sẽ đạt đến đích cuối cùng. Đừng pha trộn kinh nghiệm của quý vị với bất cứ niềm tin nào, hay với giao điều nào, hay với tông phái nào, với bất cứ chất đi nào, từ truyền thống này hay truyền thống kia, cho dù có đúng đến thế nào đi nữa, dù có chân thực đến thế nào đi nữa. Thực tại mà quý vị không chứng nghiệm được, không phải là thực tại của quý vị thực tại do bậc giác ngộ như Đức Phật hay Chúa Giêsu hay đấng Mohammed chứng nghiệm là thực tại của những vị này chứ không phải của quý vị. Khi quý vị đi đến giai đoạn ấy và tự bản thân thực chứng được, chỉ đến lúc ấy nó mới trở thành thực tại của quý vị. Vì vậy, nên tu tập với thực tại mà quý vị trực tiếp chứng nghiệm trong cơ cấu thân thể của mình qua từng khoảnh khắc, qua từng khoảnh khắc là hơi thở mà quý vị cảm nhận qua từng khoảnh khắc. Đang thở vào, đây là thực tại của khoảnh khắc này. Đang thở ra, đây là thực tại của khoảnh khắc này. Nếu hơi thở ấy sâu, ta biết nó sâu. Nếu hơi thở ấy nông, ta biết nó nông. Như thế, hơi thở là đối tượng phổ quát chung cho mọi người, không phải là đối tượng mang tính cách tông phái. Quý vị không thể nói hơi thở đang đi vào là hơi thở ấn giáo hay hơi thở cơ đốc giáo hay hơi thở của người mỹ hay hơi thở của người nga hơi thở đang đi vào hơi thở đang đi ra đối tượng hơi thở là thực tại chung cho mọi người nếu quý vị tiếp tục tu tập với sự thật phổ quát phương pháp thiền này sẽ đưa quý vị đi từ sự thật bề ngoài thật chắc đặc nặng nề ở bề mặt và quý vị sẽ thấy rằng từ ngày này sang ngày khác, trong suốt 10 ngày ở đây, mỗi ngày bằng cách đâm thủng xuyên thấu, đâm thủng xuyên thấu, phân chia ra, cắt rời ra, phân tán ra, làm tan rã ra, quý vị đang tiến tới thực tại vi tế hơn, vi tế hơn. Ngày này qua ngày khác, quý vị sẽ tiến từ thu thiển tới vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế hơn. Và chắc chắn phương pháp thiền này sẽ đưa quý vị tới giai đoạn có thể chứng nghiệm được sự thật vi tế nhất. Sự thật vi tế nhất về thân ở mức độ kinh nghiệm. Sự thật vi tế nhất về tâm ở mức độ kinh nghiệm. Sự thật vi tế nhất về nội dung của tâm ở mức độ kinh nghiệm. Rồi sẽ đến lúc quý vị đã thăm dò hết lãnh vực về thân và tâm. Quý vị sẽ có thể vượt qua lãnh vực đó và chứng nghiệm được những gì vượt ra ngoài thân và tâm. Không có lời nào có thể giải thích được điều này. Cái đó cần phải được chứng kiến để thể nghiệm được. Đó là sự thật tối hậu. Toàn thể tiến trình là tiến trình làm cho quý vị nhận biết sự thật về chính mình, hãy tự biết mình. Tiến trình nhận biết con người của mình trở thành tiến trình nhận biết về quy luật, về tự nhiên, về quy luật chung của vũ trụ. Rồi quý vị bắt đầu hiểu luật tự nhiên phổ quát khi chứng nghiệm sự thật bên trong bản thân. Luật tự nhiên chi phối toàn thể vũ trụ, cả loài có chi giác và vô chi vô giác, áp dụng cho mọi người, mọi sự vật. Điều này trở nên rất rõ ràng. Luật tự nhiên trừng phạt chúng ta ngay khi ta vi phạm luật. Bất cứ ai phạm luật sẽ bị trừng phạt tại chỗ và ngay lập tức và khi ta bắt đầu sống tương thuận với luật ấy, như luật ấy muốn ta sống, chính luật này bắt đầu tưởng thưởng chúng ta. Điều này trở nên rất rõ ràng khi ta khảo sát sự thật về chính bản thân mình, sự thật về thân, sự thật về tâm, tổng hợp của cả hai về sự tương quan giữa thân và tâm xảy ra trong từng khoảnh khắc. Khi quý vị tiếp tục quan sát sự thật này, Quan sát nó như phương pháp thiền này muốn quý vị quan sát, quan sát một cách đúng đắn, không trộn lẫn bất cứ cái gì vào, mọi sự sẽ trở nên rất rõ ràng. Thiên nhiên sẽ bắt đầu tự hé mở, toàn thể quy luật tự nhiên sẽ bắt đầu tự hé mở. Sự thật về thế giới, về vũ trụ sẽ trở nên rất rõ ràng. Quy luật của vũ trụ sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Lúc ấy rất dễ dàng sống thuận với luật tự nhiên như luật ấy muốn ta sống và cuộc đời sẽ tràn đầy hạnh phúc, an lạc, hòa hợp, không những chỉ ở bề mặt của tâm, toàn thể con người thân và tâm, tổng hợp của cả hai sẽ tràn đầy an lạc, hòa hợp, hạnh phúc. Đây là mục tiêu của phương pháp thiền này, không phải trong 10 ngày quý vị sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng đó, nhưng trong vòng 10 ngày quý vị sẽ am hiểu được phần kỹ thuật Cách tu tập như thế nào? Làm cách nào để khảo sát được thực tại nơi chính mình? Đi từng bước, từng bước. Luôn luôn từ thực tại thô thiển đến thực tại vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế hơn nữa mà không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác với phương pháp thiền này. Thực tại mà quý vị chứng nghiệm được trong từng khoảnh khắc. Để bắt đầu việc này, hơi thở là một phương tiện rất quan trọng nếu quý vị pha trộn hơi thở với sự tụng niệm sự hình dung như tôi đã nói việc định tâm sẽ trở nên rất dễ dàng đúng thế nhưng khi tâm được định bằng cách tụng niệm hình dung thì quý vị sẽ quên mất hơi thở quý vị định được tâm và sẽ bắt đầu cảm thấy an lạc ở bề mặt của tâm rồi toàn thể tiến trình thăm dò sự thật về bản thân mình từ bề mặt cho đến chiều sâu bị mất đi vì phương tiện đã mất. Chỉ có hơi thở, hơi thở đơn thuần là phương tiện quan trọng giúp quý vị đi sâu hơn. Vì thế, đừng bỏ quên phương tiện ở giai đoạn này. Sau này quý vị sẽ có thêm phương tiện giúp mình đi sâu hơn, còn bây giờ, hơi thở rất quan trọng cho quý vị. Chỉ có hơi thở, hơi thở đơn thuần giả thử quý vị muốn thăm dò sự thật về cơ thể của mình ta biết gì về cơ thể của mình ta có thể đọc sách về sinh lý học cơ thể học có thể đã nhìn thấy hình minh họa này hình minh họa kia điều đó không có nghĩa là quý vị đã biết quý vị không biết ở mức độ thực nghiệm cái quý vị biết ấy chỉ là kiến thức ở mức độ thực nghiệm quý vị biết rất ít về cơ thể của mình Quý vị biết vài điều về các cơ quan bên ngoài, chân, tay, mắt, vân vân, Chúng hoạt động như thế nào? Có chức năng ra sao? Chúng hoạt động theo ý của quý vị, theo ước muốn của quý vị, theo mệnh lệnh của quý vị. Nếu quý vị muốn mở mắt, mắt sẽ mở, muốn nhắm, mắt sẽ nhắm. Dơ tay, nhấc chân, bất cứ quý vị muốn làm gì, tay, chân, các bộ phận bên ngoài này sẽ bắt đầu cử động. Nhưng còn các bộ phận bên trong thì sao? Tim, phổi, thận, gan vân vân. Chúng không làm theo ý của quý vị. Không theo ước muốn hay mệnh lệnh của quý vị. Nếu quý vị ra lệnh cho tim mình hãy ngừng đập, tim sẽ không ngừng đập. Nếu quý vị nói hãy đập chậm lại, nó không đập chậm lại. Nếu quý vị muốn nó đập nhanh hơn, nó không đập nhanh hơn. Quý vị không làm chủ được nó bỏ các bộ phận lớn trong cơ thể qua một bên còn về toàn thể cơ cấu vật chất cơ cấu thân thể cơ cấu vật thể hữu hình thì sao cơ cấu ấy được tạo nên bởi các nguyên tử cực nhỏ các vi tử và mỗi vi tử có hoạt động này hay hoạt động kia lúc nào cũng có một cái gì đó đang xảy ra quý vị không biết được vì quý vị chưa chứng nghiệm được nó phương pháp thiền này sẽ giúp quý vị chứng nghiệm được điều này nhưng quý vị sẽ không điều khiển hoạt động của vi tử được. Nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên. Ồ, quý vị biết vài điều về cơ cấu thân xác này ở bề mặt, ở mức độ bên ngoài, nơi sự việc xảy ra một cách cố ý cũng như một cách tự nhiên. Nhưng quý vị không biết về những gì xảy ra bên trong một cách tự nhiên. Chúng cứ xảy ra, quý vị không kiểm soát được chúng. Bậc giác ngộ đã tìm thấy một phương tiện giúp quý vị bắt đầu chứng nghiệm thực tại trong phạm vi cơ cấu thân thể này. Dụng cụ ấy là hơi thở. Ví dụ, có người đang sống ở bên này bờ sông, vì sống ở đây, đang sống ở đây nên đã biết ít nhiều về thực tại của bờ sông bên này. Có người khác vượt qua sông và đến bờ bên kia, trở về và khen bờ bên kia: "Ồ, oh, tuyệt vời, tuyệt vời." và người đang sống ở bờ bên này cảm thấy muốn thưởng thức bờ sông bên kia muốn tận mắt thấy nó nhưng người ấy vẫn cứ ngồi ở bờ bên này tay chắp lại nước mắt rơm rớm với giọng nghẹn ngào và bắt đầu cầu nguyện bắt đầu ao ước bắt đầu than khóc hỡi bờ bên kia xin hãy đến đây hỡi bờ bên kia xin hãy đến đây ta muốn tận mắt thấy ngươi ta muốn thưởng thức ngươi ta không qua đó đâu ngươi hãy đến đây người này có thể cứ tiếp tục than khóc như thế suốt đời điều ước muốn đó sẽ không xảy ra chuyện ấy không thể xảy ra cách duy nhất để thấy tận mắt bờ bên kia là rời bờ bên này băng qua dòng sông và đến bờ bên kia đơn giản có thế thôi chúng ta cần chiếc cầu nối bờ bên này với bờ bên kia cần sự trợ giúp của chiếc cầu ấy để có thể thưởng thức và thấy tận mắt bờ bên kia hơi thở có tác dụng như chiếc cầu nối. Lãnh vực thuộc cơ cấu thân thể quen thuộc này của quý vị là hơi thở, được nối liền với lãnh vực xa lạ nơi mọi sự đang xảy ra hoàn toàn tự nhiên. Hơi thở này nối liền hai lãnh vực đó. Sự hô hấp là một hoạt động của cơ thể vận hành theo hai cách, cố ý và tự nhiên. Nếu quý vị muốn một hơi thở cố ý, hơi thở sâu, đúng, quý vị có thể có hơi thở sâu. Nếu quý vị muốn có hơi thở nông, quý vị có thể có hơi thở nông. Ngay cả khi quý vị muốn ngưng thở, quý vị có thể ngưng thở khoảng nửa phút. Và khi quý vị không ra lệnh hay sai khiến hơi thở, nó sẽ đi vào, đi ra, đi vào, đi ra một cách tự nhiên. Như thế, hơi thở hoạt động theo hai cách. Đó là lý do tại sao quý vị lại dùng hơi thở. Và với sự trợ giúp của hơi thở, quý vị đi đến mé bên kia, ở bên kia của thực tại về cơ cấu thân xác này đây là điều quý vị đã bắt đầu làm trong 10 ngày này thêm nhiều sự thật về cơ cấu thân xác này sẽ tự thể hiện chỉ khi nào chứng nghiệm được chúng quý vị mới nên chấp nhận chúng chứ không chấp nhận chúng vì lời giảng này vì thầy của quý vị đã nói như vậy không phải vì kinh điển nào đó đã nói như vậy không phải vì các nhà khoa học đã nói như thế không phải vì đứng giác ngộ Đức Phật đã nói như thế, mà hãy chấp nhận bằng sự chứng nghiệm của chính quý vị, bằng kinh nghiệm của chính mình trong từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc. Hơi thở sẽ giúp quý vị, và chẳng bao lâu quý vị sẽ hiểu ra rằng hơi thở cũng giúp quý vị thăm dò lĩnh vực tinh thần. Mới đầu, hơi thở có vẻ như là hoạt động của cơ thể, đi vào, đi ra, nhưng không sớm thì muộn, Quý vị sẽ bắt đầu nhận biết rằng hơi thở có liên quan nhiều đến tâm và hơi thở có liên quan nhiều đến những bất tịnh trong tâm, những ô nhiễm, những tiêu cực. Khi tu tập, quý vị sẽ bắt đầu nhận ra rằng khi tâm bắt đầu chìm đắm trong bất cứ điều tiêu cực nào, giận dữ, oán hận, ác ý, thù ghét, đam mê, sợ hãi, bất cứ điều nào, khi ấy sự hô hấp và hơi thở mất đi nhịp đập bình thường hơi thở không còn bình thường nữa nó trở nên hơi nặng nó trở nên hơi nhanh và khi điều tiêu cực đó mất đi quý vị thấy rằng hơi thở của mình lại trở nên bình thường hơi thở có liên hệ mật thiết đến tâm cũng như đến những tiêu cực trong tâm của quý vị thực tại này càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn quý vị tới đây để đi đến tận nguồn gốc của khó khăn khó khăn hàng ngày của quý vị có nghĩa là nguồn gốc của những điều tiêu cực. Ở lĩnh vực tinh thần, hơi thở sẽ giúp quý vị đi đến đáy sâu của vấn đề, nơi sự tiêu cực khởi sinh. Nó cũng sẽ giúp quý vị thăm dò thực tại về tâm của quý vị. Ở cấp độ vật chất, cả ngày quý vị chỉ quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, đi vào, đi ra, đi qua ống mũi bên trái, qua ống mũi bên phải, qua cả hai ống mũi. Hơi thở sâu, nông hay như thế nào đi nữa. Quý vị chỉ quan sát nó. Đó là sự quan sát sự thật về cơ cấu thân thể của quý vị. Tối nay và cả ngày mai, quý vị sẽ bắt đầu chứng nghiệm sự thật về cơ cấu thân thể của quý vị ở cấp độ vi tế hơn một chút, sâu xa hơn một chút. Sự thật ấy luôn tồn tại ở đấy, nhưng quý vị chưa bao giờ chứng nghiệm được. Bây giờ quý vị sẽ bắt đầu thể nghiệm nó. Phải hiểu rằng sự thăm dò ở giai đoạn này ở trong một khu vực nhỏ. Quý vị phải thăm dò thực tại trong khu vực giới hạn này. Có đường đáy là môi trên bao trùm toàn thể khu vực hai ống mũi. Quý vị cứ tiếp tục chú ý đến cửa mũi và đường ống trong khoang mũi. Và quý vị ý thức được hơi thở đi qua khu vực này. Nếu khu vực này nhỏ Quý vị sẽ nhận ra rằng vì tập trung tâm vào khu vực nhỏ hẹp hơn, tâm của quý vị trở nên sắc bén hơn, sắc bén hơn, tinh tế hơn, tinh tế hơn, sắc bén hơn, sắc bén hơn, càng lúc càng nhạy cảm. Nó bắt đầu cảm nhận được những thực tại vi tế hơn. Nếu tập ở khu vực rộng lớn hơn, tâm sẽ không trở nên sắc bén dễ dàng như thế. Đó là lý do tại sao bậc giác ngộ khuyên quý vị tập ở khu vực nhỏ hẹp. Sau 1 hay 2 ngày, quý vị cũng sẽ thu hẹp khu vực này. Khu vực ý thức càng nhỏ, chắc chắn tâm của quý vị sẽ càng trở nên sắc bén hơn. Tâm càng lúc càng trở nên sắc bén để cảm nhận thực tại vi tế hơn. Tối nay và ngày mai, quý vị sẽ bắt đầu cảm nhận được. Có thể ngay ngày hôm nay, quý vị đã bắt đầu cảm nhận được. Quý vị sẽ bắt đầu cảm nhận được sự xúc chạm của hơi thở. Xúc chạm của hơi thở vào xúc chạm của hơi thở ra ở bất cứ chỗ nào trong khu vực giới hạn này không nhất thiết là phải xúc chạm khắp nơi trong khu vực ấy bất cứ nơi nào ở bên trong mũi hay ở vành ngoài cửa mũi hay có thể ở khu vực phía dưới mũi trên môi trên bất cứ chỗ nào trong khu vực giới hạn này mà quý vị cảm nhận được sự xúc chạm quý vị chỉ cần ý thức nó thôi không làm gì hết toàn thể phương pháp thiền này là chỉ ý thức chỉ ý thức. Nếu cảm nhận được sự xúc chạm, quý vị ý thức được có sự xúc chạm. Nếu quý vị không cảm nhận được, quý vị không cảm thấy gì cả. Quý vị chỉ ý thức về hơi thở, đi vào, đi ra, nhưng chú trọng vào sự xúc chạm. Rồi ngày mốt, quý vị sẽ nhận ra rằng quý vị đã bắt đầu cảm nhận được thực tại còn vi tế hơn. Ngày sau đó thực tại còn vi tế hơn nữa. Cứ như thế, quý vị sẽ đi từ thực tại thu thiền đến thực tại vi tế, vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế nhất, thuộc về thân xác hữu hình này và cũng thuộc về tâm nữa. Hôm nay không ai bảo quý vị quan sát tâm mình, nhưng vô tình quý vị đã quan sát tâm mình. Quý vị đã để ý thấy tôi đang mang loại tâm gì? Quý vị được yêu cầu quan sát hơi thở. Quý vị mới quan sát chưa được hai hơi thở và tâm đã phóng đi mất tâm này đã đi chỗ nào khác và sau một lúc lâu quý vị mới nhận thấy ồ tâm ta đã đi đâu mất rồi tôi ở đây là để quan sát hơi thở mà tâm lại đi đâu mất rồi một lần nữa sau một hay hai hơi thở tâm lại bỏ đi chỗ khác rồi quý vị lại nhận biết được và mang nó trở về và không những thế khi quý vị thấy tâm này vẫn cứ đi lang thang, cái tâm chuyển thoăn thoắt, quý vị cảm thấy bực bội. Tôi đang mang loại tâm gì vậy? Nó không thể làm được chuyện bình thường này là chuyện chỉ quan sát mà thôi. Nó không có gì để làm cả. Sự hô hấp luôn có sẵn đó. Đây không phải là sự tập thở. Rồi vì thế quý vị trở nên mệt mỏi. Hơi thở ra vào luôn có ở đó việc của quý vị chỉ là quan sát hơi thở vẫn tiếp tục ra vào quý vị đang ngồi ở bên bờ sông dòng sông đang chảy điều quý vị phải làm là chỉ quan sát nhưng tâm quý vị vẫn không thể làm được việc đơn giản này quý vị cảm thấy rất thất vọng quý vị sinh ra bực bội khó chịu hồ không không như vậy là quý vị đang đi ngược lại với phương pháp thiền đây là khuôn mẫu thói quen của chính tâm quý vị là khi điều gì không muốn xảy ra quý vị phản ứng lại quý vị phản ứng lại bằng sự bực bội khó chịu bằng phản ứng tiêu cực và đây là điều quý vị đã bắt đầu làm bây giờ quý vị muốn tâm mình được an định và xem kìa nó không an định thế là quý vị bắt đầu phản ứng ồ không không phương pháp thiền này chỉ muốn quý vị chấp nhận sự kiện là tâm quý vị đã đi lang thang ngay giây phút này tâm đã đi lang thang hãy mỉm cười chấp nhận rằng tâm đã đi lang thang thì đã sao hơi thở vẫn còn đây hãy trở lại với hơi thở trở lại với hơi thở chẳng bao lâu quý vị sẽ sớm nhận ra rằng khi quý vị chấp nhận sự kiện là tâm đã đi lang thang quý vị sẽ không phải kéo nó trở lại với hơi thở tâm sẽ tự quay lại tâm sẽ tự động chú ý đến hơi thở. Quý vị chỉ chấp nhận sự kiện là tâm đã đi lang thang, thế là đủ rồi. Tâm sẽ quay trở lại với hơi thở. Như vậy quý vị đã bắt đầu quan sát tâm mình, bản chất của tâm mình nó luôn luôn đi lang thang, thật là một cái tâm phóng túng, cái tâm lang thang, cái tâm vọng động, một thực tại khác, nó đi lang thang tới chỗ nào? Ồ, quá nhiều đối tượng Quý vị không được ghi vào nhật ký, quý vị không được phép giữ nhật ký ở đây. Nhưng cho dù quý vị có được phép đi nữa, không ai có thể ghi lại hết những chỗ tâm đã lang thang tới. Từng giây phút tâm ở chỗ nào đó trên trời hoặc ở trong một thế giới xa vời khác. Quý vị không thể ghi nhật ký. Nhưng nếu thật chú ý, quý vị vẫn có thể thấy chỉ có hai lãnh vực, chỉ có hai lãnh vực để tâm lang thang tới, lãnh vực của ký ức trong quá khứ và lĩnh vực của tương lai. Một kỷ niệm sẽ khởi lên trong tâm quý vị. Kỷ niệm này hay kỷ niệm kia ở khoảnh khắc này là kỷ niệm này và sau đó là kỷ niệm khác. Nhưng vài kỷ niệm, chuyện đã xảy ra như thế, chuyện đã xảy ra như thế. Ô, người nào đó nhục mạ tôi trong quá khứ, người nào đó đã mắng chửi tôi. Vào lúc đó tôi đã không biết phải đối phó như thế nào. Bây giờ nếu người này làm nhục tôi, lần này tôi sẽ trả đũa như thế này và quý vị bắt đầu lạc bước vào tương lai, quý vị bị cuốn hút vào tương lai, lại bị cuốn hút vào tương lai. Thình lình một ý tưởng trong dĩ vãng đến và quý vị bắt đầu trôi lăn vào quá khứ, rồi quý vị lại nhảy vào tương lai và tiếp tục bị cuốn hút vào tương lai. Thì ra đấy là khuôn mẫu thói quen của tâm tôi. Nó cứ chìm đắm vào quá khứ hay chìm đắm trong tương lai. Nó không muốn sống với giây phút hiện tại nó không muốn sống trong hiện tại mà người ta phải sống trong hiện tại làm sao quý vị có thể sống trong quá khứ quá khứ đã qua đi vĩnh viễn quý vị không thể mang nó về và sống lại quá khứ cho dù trả hết tiền trên thế gian này không thể được nó đã vĩnh viễn trôi qua và tương lai là tương lai trừ khi nó trở thành hiện tại quý vị không thể sống trong tương lai quý vị phải sống trong hiện tại Nhìn xem này, loại tâm nào không muốn sống trong hiện tại? Ồ, đó là lý do tại sao nó cứ vọng động. Nó không biết nghệ thuật sống. Và toàn thể phương pháp thiền này dạy cho quý vị nghệ thuật sống. Đó là làm thế nào để sống trong hiện tại. Khi quý vị sống với hơi thở dù chỉ trong vài khoảnh khắc, đây là giây phút của thực tại. Thực tế của giây phút này là hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tất cả những giây phút khác khi quý vị chìm đắm trong quá khứ hay tương lai là kết quả của khuôn mẫu thói quen của tâm một thực tại khác càng ngày càng trở nên rõ hơn khi tâm đi lang thang về quá khứ hay lang thang vào tương lai ở đó có những loại ý tưởng nào lại một lần nữa có hai loại ý tưởng hai khuôn mẫu là dễ chịu và khó chịu khi tâm chìm đắm trong kỷ niệm quá khứ Kỷ niệm ấy có thể là kỷ niệm dễ chịu hay kỷ niệm khó chịu. Khi tâm chìm đắm vào tương lai, ý tưởng về tương lai có thể là dễ chịu hay khó chịu. Cho nên quý vị sẽ để ý xem ý tưởng thuộc loại dễ chịu hay khó chịu. Rồi quý vị sẽ nhận thấy rằng khi tâm bắt đầu chìm đắm vào chuyện gì trong quá khứ hay trong tương lai, một phần của tâm bắt đầu phản ứng. À, tôi thức điều đó. Tuyệt diệu thay, điều đó nên luôn xảy ra thích thú trở thành ham muốn, ham muốn trở thành bám víu. Và quý vị không biết rằng quý vị đã đánh mất sự thăng bằng trong tâm. Quý vị trở nên mất thăng bằng và trở nên khổ sở vì quý vị đã bắt đầu ham muốn, đã bắt đầu bám víu. Tương tự như thế, khi tâm chìm đắm trong ý tưởng khó chịu trong quá khứ hay tương lai, quý vị sẽ nhận thấy rằng một phần của tâm bắt đầu phản ứng tôi không thích cái đó tôi không thích cái đó và cái không thích không thích này sớm trở thành ghét bỏ thù hận và một lần nữa quý vị lại thấy rằng mình đã đánh mất sự thăng bằng trong tâm quý vị trở nên rất dao động à đây là khuôn mẫu hành xử của tâm tôi trong lúc này nó tiếp tục phản ứng bằng ham muốn bám víu ghét bỏ thù hận theo ngôn ngữ thời đức phật điều này được gọi là raga raga có nghĩa là ham muốn và dosa có nghĩa là ghét bỏ như vậy lúc nào cũng ham muốn ghét bỏ ham muốn ghét bỏ vì thế lúc nào cũng luôn dao động tại sao lại có ham muốn này tại sao lại có ghét bỏ này bởi vì người ta không biết cái gì đang xảy ra sâu tận bên trong ở bề mặt tâm cứ bận rộn với các đối tượng bên ngoài và người ta không biết về chiều sâu của tâm, nơi ham muốn phát sinh, nơi ghét bỏ phát sinh, nơi sự dao động phát sinh, nơi khổ đau phát sinh. Điều này được gọi là vô minh, mô hả. Tâm rất là vô minh. Đôi lúc quý vị sẽ nhận ra tâm vô minh như thế nào? Một ý nghĩ khởi lên trong tâm, thuộc quá khứ hay tương lai, không thành vấn đề, dễ chịu hay khó chịu, không thành vấn đề. Một ý nghĩ đã nảy sinh trong tâm và ngay khi chưa chọn một ý thì ý nghĩ khác đã bắt đầu. Những ý nghĩ không liên quan gì với nhau, những ý nghĩ không có thứ tự đầu đuôi, đây là sự điên rồ. Không điên thì là gì? Khi quý vị nói người nào đó là một người mất trí, một người điên, người này điên, người này mất trí, bởi vì những ý nghĩ của người này không có đầu, không có đuôi. Một ví dụ quý vị gặp một người điên đã chịu đói 4 ngày qua. Động lòng từ, quý vị tặng anh ta một đĩa đầy thức ăn. Rất vui sướng, người ấy ngồi xuống ăn vì đang đói. Anh ta chỉ lấy một miếng thức ăn và trước khi đưa thức ăn vào miệng, suy nghĩ của anh ta đã thay đổi. Bây giờ anh ta bắt đầu nghĩ rằng, ta đang ở trong phòng tắm, ta đang tắm, đây là cục xà phòng. Rồi anh ta bắt đầu cầm miếng thức ăn ấy trà lên người. Trước khi ý tưởng đó dứt, một ý tưởng khác lại đến kẻ đã đến trước mặt tôi hắn là kẻ thù của tôi và hắn đến để giết tôi trước khi hắn giết tôi tôi phải giết hắn giết hắn bằng cách nào ồ oh, đây là những quả lựu đạn nếu ta ném hắn sẽ chết và người điên ném hết thức ăn đi đây là một người điên một người mất trí suy nghĩ của anh ta không có thứ tự đầu đuôi gì cả Mọi người rồi sẽ nhận ra mình điên rồ như thế nào. Quý vị vẫn luôn suy nghĩ không có đầu, không có đuôi. Ý nghĩ này bắt đầu, rồi bỗng nhiên một ý nghĩ khác nổi lên, rồi thành lình một ý nghĩ khác nữa nổi lên. Thật là điên rồ. Điều này được gọi là mô hà, vô minh. Một sự vô minh là quý vị không biết cái gì đang xảy ra. Một sự vô minh nữa là suy nghĩ của quý vị không có thứ tự đầu đuôi. Ngay cả khi suy nghĩ có thứ tự, Quý vị vẫn không biết trong tâm đã phát sinh ra bất tịnh như thế nào và quý vị đang tạo ra khổ đau như thế nào. Khi tiến sâu hơn, sâu hơn ở mức độ thực nghiệm, quý vị sẽ thấy điều này càng lúc càng rõ hơn. Sự tương quan giữa thân và tâm sẽ trở nên rõ ràng hơn, rõ ràng hơn, rõ ràng hơn. Quý vị phải tu tập để thấy rõ điều ấy, tu tập đúng như phương pháp thiền đòi hỏi, rồi sự tu tập sẽ trở nên dễ dàng. Đừng chỉ trích các phương pháp thiền khác mà quý vị đã tập trong quá khứ, đừng lên án chúng. Rất có thể quý vị đã từng tham dự vào các lễ nghi, nghi thức hay các nghi lễ tôn giáo, đừng chỉ trích chúng. Nhưng trong 10 ngày này, quý vị đến đây để thử phương pháp thiền này một cách công bằng để gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất trong 10 ngày này. Bỏ ra 10 ngày trong đời một cư sĩ không phải là chuyện dễ dàng. Các cư sĩ có nhiều trách nhiệm đa đoan, ta để các trách nhiệm ấy sang một bên để đến đây, để khảo sát hơi thở này là gì, tâm này là gì, mục đích tu tập là gì. Một mục đích rất quan trọng, nó giúp quý vị học nghệ thuật sống, làm sao để sống cho được an lạc và hòa hợp, làm sao để chứng nghiệm được an lạc và hòa hợp nội tâm, và làm sao để tạo ra không gì khác ngoài an lạc và hòa hợp cho người khác. Lúc này khi phát sinh ra điều bất tịnh, quý vị trở nên khổ sở. Ai phát sinh ra điều bất tịnh, chắc chắn người ấy sẽ trở nên khổ sở. Và người ta không giữ khổ đau cho riêng mình. Khi quý vị phát sinh ra điều bất tịnh và trở nên khổ sở, quý vị bắt đầu làm người khác khổ lấy. Quý vị làm cho môi trường chung quanh trở nên căng thẳng. Người nào tiếp xúc với quý vị vào lúc này sẽ trở nên căng thẳng, trở nên khốn khổ đây không phải là cách sống đúng đắn ta đang thiếu nghệ thuật sống vipassana sẽ dạy cho quý vị nghệ thuật sống một cách sống một cách sống đúng đắn một cách cư xử làm sao để sống an lạc và hòa hợp nội tâm và làm sao để phát sinh ra không gì ngoài an lạc và hòa hợp cho người khác điều này chỉ đạt được khi quý vị khảo sát sự thật về tự nhiên bản chất hiện hữu của thân và tâm của chính mình, bản chất của định luật của vũ trụ. Tất cả điều này phải được chứng nghiệm. Rồi quý vị sẽ thấy rằng nơi mình đã bắt đầu có sự thay đổi, một sự thay đổi tốt đẹp hơn. Để được như thế, quý vị phải làm việc chăm chỉ. Và vì vậy, có những lời khuyên quan trọng, những khuyến cáo để quý vị tận dụng 9 ngày tới đây. Một điều rất quan trọng là quý vị đang làm một việc rất nghiêm chỉnh. Thực ra việc đó là một cuộc giải phẫu rất sâu trong tâm quý vị. Cuộc giải phẫu thâm sâu. Và khi quý vị chịu đựng một cuộc giải phẫu rất sâu, những phức cảm bám dễ sâu bắt đầu trồi lên trên bề mặt. Đương nhiên là khi mổ xẻ vết thương, máu mủ sẽ trồi lên trên bề mặt. Điều này tốt cho quý vị, nhưng tiến trình mổ vết thương và lấy mủ ra rất khó chịu. Quý vị phải đối diện với nó. Hãy can đảm chấp nhận nó. Tôi phải cắt vết thương để lấy mổ ra và mọi trải nghiệm khó chịu đều có lợi cho tôi. Như tôi đã nói, những khó chịu quý vị bắt đầu cảm thấy hôm nay là một phần của tiến trình đó. Quý vị đã bắt đầu cuộc giải phẫu tâm. Vết thương bị cắt ra và máu mủ đã bắt đầu trồi lên trên bề mặt. Bây giờ quý vị phải đối diện với thực tại, đối diện với nó, tươi cười đối diện với nó. Quý vị phải đối diện nó. Một ví dụ, ở phương Đông, khi người nội trợ nấu thức ăn, bà ta dùng bếp than, than nóng đỏ. Món ăn đã nấu chín và bây giờ không cần lửa nữa. Người ta muốn dùng lại than này trong lần nấu ăn tới. Để dập tắt ngọn lửa, họ vốc nước, dội vào đống than đang cháy bản chất của than là nóng rất nóng nóng bỏng bản chất của nước là lạnh khi nước và lửa gặp nhau cái lạnh này cái nóng này tạo thành một sự va chạm mạnh một phản ứng mạnh và có một phản ứng mạnh xảy ra xèo có tiếng xèo ở đó họ dội một vốc nước khác và lại nghe tiếng xèo nếu người ta tiếp tục vốc nước dội vào xèo 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 cho đến khi nhiệt độ của than bằng với nhiệt độ của nước. Than không còn nóng nữa. Rồi quý vị có thể dội một chậu nước đầy, không nghe tiếng xèo nữa. Do đó nên hiểu, có thể quý vị đang thiền trong một giờ, và quý vị sẽ có một khoảnh khắc tâm quý vị ở cùng với hơi thở đi vào, đi ra, là thực tại của giây phút này. Không có vô minh, đây là sự thật không có sự tưởng tượng nào cả và không có ham muốn, không có ghét bỏ. Khi hơi thở đi vào, quý vị không bắt đầu ham muốn. Tôi muốn có thêm hơi thở, thêm hơi thở. Hơi thở có sẵn đó, ham muốn để làm gì? Khi hơi thở đi ra, quý vị không nói rằng tôi không muốn hơi thở, tôi không muốn hơi thở. Hơi thở đi ra để lại trở vào. Hơi thở đi ra để lại trở vào. Quý vị chỉ giữ sự bình tâm Quý vị chỉ quan sát trong khoảnh khắc đó khi tâm quý vị bình thản quan sát sự thật đúng như thật, không có vô minh, chỉ sống với thực tại, không ham muốn, không ghét bỏ, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Trong khoảnh khắc đó, một phần của tâm quý vị trở nên hết sức trong sạch nhưng vẫn còn có nhiều rác rưởi bên trong là tất cả những bất tịnh và tiêu cực mà quý vị đã tích lũy sâu trong tâm khi sự tinh khiết của khoảnh khắc này va chạm với những bất tịnh đó có sự bùng nổ lớn sự bùng nổ của núi lửa một tiếng bùng lớn và cái đó trồi lên trên bề mặt đau ở chân đau ở lưng đau ở đầu ồ oh, khó chịu quá ồ oh, khó chịu quá ta nên bỏ đi thôi chẳng tốt lành gì cho ta cả tất cả những điều này chắc chắn sẽ xảy đến với quý vị hãy cương quyết khẳng định đây là cuộc giải phẫu tâm của mình khi có giải phẫu cơ thể do một bác sĩ phẫu thuật thực hiện một người ngoài một người khác và quý vị bị chụp thuốc mê quý vị không biết chuyện gì đang xảy ra cả nhưng ở đây quý vị phải tự giải phẫu mình không bị chụp thuốc mê và quý vị phải đối diện với bất cứ những gì xảy đến trong lúc này hãy can đảm lên hãy đối diện với nó vì lợi ích của quý vị. Đấy là cách mà quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu hành xử của tâm mình. Hãy đối diện với nó và phát triển sức mạnh tinh thần. Bởi vì quý vị không được dùng thuốc mê. Quý vị phải phát triển phẩm chất dũng mãnh cho tâm. Một sự cương quyết trong tâm là tôi sẽ giữ tất cả các quy tắc, điều lệ. Giống như quý vị nhập viện, quý vị phải chấp nhận mọi nội quy của bệnh viện. Cũng tương tự, Hiện giờ quý vị đã đến ở trong một bệnh viện. Chúng ta không gọi nơi đây là bệnh viện tâm thần. Quý vị đã đến ở trong một bệnh viện, đúng rồi, quý vị đến đây để thanh lọc tâm, làm cho tâm lành mạnh. Quý vị phải tuân theo mọi điều lệ, mọi nội quy. Một điều lệ là trong 10 ngày này quý vị phải ở trong nhà tù. Quý vị không thể đi ra ngoài. Quý vị không thể đi ra ngoài. Trước khi tới khóa thiền này, những người muốn tham dự được hỏi Quý vị có sẵn sàng để ở đây 10 ngày không? Khi họ đến đây học, họ lại được hỏi: "Quý vị sẵn sàng chưa? Này hãy đọc các điều lệ này, ký tên vào, quý vị có sẵn sàng chưa?" Rồi có người lại nhắc trong buổi họp: "Quý vị sẵn sàng chưa? Quý vị phải lưu lại đây 10 ngày." Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của nhiều người đã đến đây và kinh nghiệm từ nhiều khóa thiền, chúng tôi nhận thấy rằng khi ngày đầu trôi qua, cuộc giải phẫu đã bắt đầu vào ngày thứ hai sự giao động xảy ra và không phải tất cả nhưng có một số người yếu lòng họ cảm thấy muốn bỏ chạy ô việc này chẳng tốt lành gì cho tôi cả để lúc khác tôi sẽ đến vào lúc khác và người ta muốn bỏ chạy rồi một lần nữa vào ngày thứ tư một cuộc giải phẫu sâu hơn bắt đầu và vào ngày thứ năm ta đi sâu hơn nữa vào ngày thứ sáu, sự dao động này lại xảy ra cho một số người. Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn bỏ chạy. Vào ngày thứ hai, ngày thứ sáu, sự dao động lớn xảy ra. Hãy đối diện với chúng. Hãy can đảm đối diện với những dao động này với lòng cương quyết. Tôi sẽ ở đây 10 ngày. Tôi phải dập bỏ mớ rác rưởi ở sâu trong tâm. Tất cả máu mủ từ vết thương phải chảy ra. Nó khó chịu nhưng tốt cho tôi tôi sẽ đương đầu với nó tương tự như thế ví dụ quý vị đến bệnh viện để làm một cuộc giải phẫu cơ thể mà mới được nửa chừng giả sử quý vị nói với bác sĩ phẫu thuật ô thôi 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 đủ rồi tôi sẽ trở lại sau này để được giải phẫu tiếp chuyện này không bao giờ xảy ra cả bác sĩ giải phẫu sẽ không cho phép như vậy vị bác sĩ ở khóa thiền này cũng không cho phép như vậy không tốt cho quý vị khi bỏ đi ngay giữa khóa Do đó nên có sự quyết tâm tôi sẽ không bỏ đi, hãy để bất cứ chuyện gì xảy ra. Một quyết tâm khác là tôi sẽ tôn trọng các điều lệ, đặc biệt là thời khóa biểu. Tôi phải có mặt tại thiên đường lúc 8 giờ sáng. Tôi phải có mặt sớm hơn vài ba phút và lúc 8 giờ sáng tôi đã ngồi, tôi đã bắt đầu hành thiền. Nếu quý vị vừa đi vừa nói nhảm nhí, tán gẫu, trì hoãn nhìn chỗ này ngó chỗ kia và trễ 10 phút, 15 phút thì chẳng thành tựu được gì cả. 8 giờ, đúng 8 giờ, quý vị phải bắt đầu đúng 8 giờ. Thời giờ rất quan trọng, mọi giây phút đều rất quý giá đối với quý vị. Và kế đến buổi ngồi thiền, quý vị phải ngồi thiền từ 8 đến 11 tiếng mỗi ngày. Hãy ngồi thiền, chứ không phải bây giờ có thì giờ tôi đã ngồi được một tiếng, đủ rồi để tôi đi giặt quần áo, tôi sẽ đi tắm, tôi sẽ làm việc này, việc kia. Ồ, không được như thế. Thời gian ngồi thiền là thời gian ngồi thiền. Hãy có quyết tâm. Một sự quyết tâm khác nữa là mỗi ngày 3 lần, sáng từ 8 đến 9 giờ, trưa từ 2 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi, chiều tối từ 6 đến 7 giờ, quý vị phải ở trong thiền đường. Cứ để bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cương quyết Tôi sẽ không ra khỏi thiên đường. Tôi có thể thay đổi tư thế ngồi không sao cả. Sau 3 hay 4 ngày, ngay cả đến tư thế ngồi, quý vị cũng không thay đổi. Bây giờ đừng sợ việc đó. Ở giai đoạn này, quý vị có thể thay đổi tư thế ngồi, nhưng phải ở trong thiên đường. Điều này giúp tâm quý vị vững mạnh. Sự quyết tâm, một sự quyết tâm mạnh mẽ sẽ giúp quý vị một khuyến cáo khác nữa, bất cứ khi nào cảm thấy mệt, quý vị được phép nằm và nghỉ trong phòng ngủ và không nên nằm quá 5 phút. Khi nằm xuống, quý vị cảm thấy dễ chịu, quý vị tự nhủ, sao chỉ được 5 phút? Có lẽ sự cấm đoán này dành cho những người vô minh. Tôi rất thông minh, tôi không cảm thấy buồn ngủ, tôi biết tôi đang ý thức về hơi thở. Thì đã sao? 10 phút tôi đang ý thức về hơi thở, tôi là người rất thông minh không sao cả, 15 phút. Quý vị cảm thấy buồn ngủ, nửa giờ trôi qua. Rồi quý vị bắt đầu ngáy, bắt đầu ngáy. Và rồi người khác trong cùng khu nhà ở nghe quý vị ngáy. Ồ oh, thật tuyệt, tôi cũng sẽ nằm. Ngáy ngáy toàn thể khu nhà ở trở thành nhà ngáy. Cả trung tâm, cả trung tâm thiền sẽ biến thành trung tâm thiền ngáy ngủ. Quý vị đến đây để lúc nào cũng tỉnh thức, luôn luôn tỉnh giác từng giây từng phút. Vì thế không nằm xuống qua 5 phút, rồi lại ngồi, càng lúc càng tu tập nhiều hơn trong tư thế ngồi, càng lúc càng tu tập nhiều hơn trong tư thế ngồi. Một rủi ro khác, một nguy hiểm khác là việc tu tập ngoài trời. Trong giai đoạn này, hãy tu tập trong nhà, hãy tu tập trong nhà. Nếu quý vị ngồi thiền ngoài trời có nắng và gió, như thế không tốt. Dĩ nhiên sau này, một bậc giác ngộ trở thành giác ngộ khi ngồi dưới gốc cây, ngoài thiên nhiên, Giữa trời bao la, nhưng điều đó đòi hỏi một sự tu tập thuần thục. Trong giai đoạn này, nếu quý vị ngồi thiền ở ngoài trời, làn gió nhẹ chạm vào bên trong mũi hay vào vùng bên dưới mũi sẽ không cho phép quý vị cảm nhận được cái phất chạm vi tế của hơi thở. Bởi vậy không nên ngồi thiền ngoài trời. Trong lúc nghỉ ngơi thì không sao, nhưng trong giờ thiền khi mắt nhắm, nếu bị ánh sáng chiếu vào mắt, quý vị sẽ không thể tiến sâu hơn do đó luôn luôn tập thiền trong nhà tập thiền trong nhà rất quan trọng cho quý vị rồi một nguy hiểm khác giờ này ở đây đã được 24 tiếng quý vị đã biết là không có bữa ăn tối không có bữa tối ở đây vào lúc 11 giờ sáng trong khi xếp hàng lấy thức ăn trưa quý vị có thể nghĩ đến bữa cơm tối không có bữa tối ở đây tôi quen ăn một đĩa đầy cho bữa trưa và một đĩa đầy cho bữa tối nay ở đây không có bữa tối tôi nên ăn luôn phần cho bữa tối ngay bây giờ hai đĩa một đĩa cho bữa tối và một đĩa cho bữa trưa thiền sư luôn nói rằng ta phải tự chiến đấu cuộc chiến riêng của mình ta phải tự chiến đấu cuộc chiến riêng của mình cơ thể tôi phải đủ mạnh để chiến đấu cuộc chiến của tôi vì thế tôi lấy ba đĩa nguy hiểm quá nếu làm như thế quý vị sẽ không thể thực hành thiền được không thể được nếu quý vị đã quen mỗi bữa lấy một đĩa đầy, hãy lấy 3 phần tư đĩa thôi. Trong suốt 24 tiếng, một phần tư bao tử nên luôn luôn để trống, rồi quý vị mới có thể tập thiền tốt hơn được. Chớ nên ăn no, đừng nói gì đến ăn quá nhiều, đừng ăn no. Hãy để trống một phần tư bao tử, điều này sẽ giúp ích cho quý vị. Một khuyến cáo khác, sự im lặng triệt để rất quan trọng, rất quan trọng giờ đây đã tu tập được một ngày rồi quý vị đã thấy tâm mình liên tục nói huyên thuyên lúc nào cũng nói huyên thuyên huyên thuyên huyên thuyên và rồi nếu quý vị bắt đầu nói chuyện với người khác dĩ nhiên nếu quý vị gặp khó khăn nào về phương pháp thiền quý vị luôn luôn được tự do đến thảo luận với các thiền sư phụ tá về bất cứ vấn đề gì thuộc về quản trị quý vị có thể nói với ban quản trị nhưng giữa các thiền sinh với nhau quý vị không được nói chuyện không thông tin liên lạc ngay cả bằng cách ra dấu hoặc ánh mắt chỉ hướng vào nội tâm. Thực tại nơi chính mình là điều rất quan trọng cho quý vị. Quý vị đã hướng ra bên ngoài suốt cả đời. Bây giờ quý vị học cách quan sát nội tâm. Nếu quý vị bắt đầu liên lạc với thiền sinh cùng khóa, quý vị sẽ tạo ra khó khăn cho chính mình. Cái tâm nói huyên thuyên này có thêm thức ăn để nói chuyện nhảm nhí. Nếu quý vị đã nói chuyện với người nào đó khi ngồi thiền tất cả những ý tưởng này tiếp tục hiện ra trong đầu quý vị và sẽ làm xáo trộn tâm quý vị như vậy nhiều ý tưởng có liên quan hay không liên quan sẽ bắt đầu nảy sinh điều này gây khó khăn cho quý vị không những chỉ khó khăn cho quý vị mà còn gây khó khăn cho người mà quý vị đã cùng trò chuyện khi quý vị nói chuyện quý vị không thể nói chuyện với bức tường quý vị không thể nói chuyện với cây cối bất cứ ai mà quý vị trò chuyện cũng là một thiền sinh và quý vị đã cung cấp thức ăn nói nhảm cho người ấy. Nếu quý vị cứ tiếp tục nói chuyện với ai đó khoảng một lúc, quý vị đã tạo ra khó khăn cho những người khác, cho những thiền sinh khác. Hai người đã bắt đầu nói chuyện và tiếng ồn làm phiền rất nhiều thiền sinh khác. Cho nên đừng nói chuyện, hãy hoàn toàn im lặng và quý vị sẽ thấy lợi ích của sự im lặng này. Sự im lặng này còn quan trọng vì một lý do khác nữa. Ngày hôm qua, quý vị nguyện giữ năm giới. Rất dễ giữ các giới kia, không sát hại, không trộm cắp, không tả dâm, vân vân. Nhưng không dễ với giới không nói dối. Bất cứ khi nào nói chuyện, vì thói quen cũ, quý vị có thể theo dệt, có thể giấu điều gì đó. Và quý vị đã phạm một trong các sila, các giới luật. Trong năm viên đá nền tảng này, cho dù chỉ một viên bị lung lay, sự hành thiền của quý vị sẽ trở nên yếu đi. Đừng nói chuyện nữa, hãy im lặng, hoàn toàn im lặng. Và quý vị sẽ nhận ra rằng sự im lặng sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều, rất nhiều. Một điều rất quan trọng khác là đừng pha trộn bất cứ thứ gì vào phương pháp thiền này. Quý vị đã tự tuân thủ phương pháp thiền này trong suốt 10 ngày ở đây. Sau 10 ngày quý vị là chủ nhân của chính mình. Nhưng trong suốt 10 ngày ở đây, quý vị tuân thủ theo phương pháp này. Đừng trộn lẫn bất cứ thứ gì vào phương pháp thiền này. Một thiền sinh có thể cảm thấy tôi đã đọc là cách thiền vipassana phải như thế này, có người nói vipassana phải như thế này, có người nói satipatthana phải như thế này. Hay là truyền thống của tôi dạy hành thiền như thế này? tụng niệm cái này hình dung cái này tưởng tượng như thế này sao không thu tập một chút cái này một chút cái kia nguy hiểm rất nguy hiểm thật đầy rủi ro một ví dụ một người quen cưỡi con ngựa trắng con ngựa trắng của người đó có người cho con ngựa khác con ngựa màu đen và người đó nói ông hãy thử con ngựa đen này đây là con ngựa rất hay và anh ta trả lời phải tôi sẽ cưỡi thử con ngựa đen này nhưng tôi không bỏ con ngựa trắng của tôi, một chân trên ngựa trắng của tôi và một chân trên ngựa đen của ông. Hãy để tôi cưỡi thử. Như thế rất nguy hiểm. Một người quen đi thuyền của mình, trong chiếc thuyền riêng của mình, có người tặng chiếc thuyền khác rất tiện nghi, thuyền này nhanh rất tốt. Được, tôi sẽ thử nó, nhưng một chân trong thuyền này của tôi, chân khác trong thuyền kia của bạn. Như thế càng nguy hiểm hơn, càng nhiều nguy hiểm hơn. Một chân trong pháp thiền này, một chân trong pháp thiền khác còn nhiều nguy hiểm hơn nữa. Trong 10 ngày ở đây, đừng nên làm như thế. Chỉ làm đúng những điều quý vị được yêu cầu phải làm vì sự an toàn của quý vị. Mặc dù lời khuyến cáo này đã được lập đi lập lại, lập đi lập lại nhiều lần, chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp có người vì vô minh, không chịu nghe theo và bị vướng vào tình trạng mà ngay đến thiền sư cũng khó giúp người này thoát khỏi nguy hiểm do đó không nên pha trộn như thế. Nếu vì vô tình điều gì đó bắt đầu quý vị không tránh được, có thể quý vị đã tập trong quá khứ, tụng một chữ, tụng kinh hay có thể là sự quán tưởng. Và vì thói quen cũ, điều ấy xảy ra cùng với sự quan sát hơi thở. Khi nhận ra quý vị nói, Ồ oh, không, không có tụng niệm trong phương pháp thiền này, không hình dung gì cả. Và quý vị thoát khỏi tình trạng đó. Chuyện ấy lại xảy ra, quý vị lại thoát ra khỏi tình trạng đó, không có gì sai, không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu cố tình pha trộn, tâm quý vị sẽ bị nhiều xáo trộn sâu tận bên trong. Điều này sẽ gây khó khăn. Đừng mạo hiểm. Còn nữa, đừng mạo hiểm ra khỏi khu vực đã được phân định. Ranh giới khoa thiền đã được phân định rõ ràng. Vì sự an toàn của bản thân, quý vị hãy ở trong khu vực giới hạn này. Và hãy lưu ý rằng quý vị phải tận dụng mọi giây phút. 9 ngày còn lại rất quan trọng. Nếu quý vị thu tập đúng theo yêu cầu. Vào ngày thứ 10, quý vị sẽ nhận ra rằng phải 10 ngày ở đây là 10 ngày đáng ghi nhớ trong đời mình. Nhưng điều ấy chỉ có thể xảy ra khi quý vị tu tập. Hãy tận dụng thời gian, hãy tận dụng cơ hội. Tận dụng cơ sở tiện nghi này và tận dụng phương pháp thiền tuyệt diệu này thăm tuyệt diệu này rất khoa học không tông phái rất hợp lý tận dụng phương pháp thiền này vì sự tốt lành của chính quý vị vì lợi ích của chính mình để thoát ra khỏi những ràng buộc những gông cùm những xiềng xích của vô minh của ham muốn và ghét bỏ để hưởng được an lạc thực sự hòa hợp thực sự hạnh phúc thực sự cầu chúc cho tất cả quý vị hưởng được

vài lời giải thích để cho những thiền sinh mới được rõ Vừa mới đây quý vị nhận ra rằng và quý vị sẽ tiếp tục nhận ra rằng khi quý vị nghe tôi tụng ba lần ba chữ ba tu sa ba và các thiền sinh cũ đáp lại sa du sa sa đừng xem đó là một nghi thức hay một lễ nghi mà nên hiểu đó là gì theo phương pháp thiền vipassana khi người ta tiếp tục tu tập trong phương pháp thiền này, bất cứ khi nào người ta làm một điều thiện, lợi cho mình và lợi cho người khác, cả về vật chất lẫn tinh thần, khi làm xong điều thiện ấy, người ta phát triển tình thương, lòng từ và thiện trí cho người khác. Nguyện cho điều thiện này của tôi đem lại kết quả tốt cho người khác. Như vậy, Bhava Tu Sabha Mangalam, nghĩa là nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Rồi những thiền sinh lắng nghe, họ cũng phát sinh và phát triển phẩm chất của tình thương yêu, từ tâm và thiện trí đến cho người khác. Họ trả lời, Sa đù, ồ lành thay, lành thay, chúng tôi cũng tán đồng với ước nguyện tốt lành của Thầy. Chúng tôi cũng cầu chúc, nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nếu quý vị phát triển thiện tâm về tình thương yêu và từ tâm này đến cho người khác thì hãy nói sadu sadu sadu. Nếu không đừng để nó biến thành một nghi thức hay một lễ nghi. Bây giờ quý vị hãy nghỉ khoảng 5 phút rồi bắt đầu trở lại. Hãy đi nghỉ khoảng 5 phút.